Chào anh chị các bạn. Video trước tôi hướng dẫn anh chị các bạn tạo trang giới thiệu liên hệ rồi. Thì video này tôi hướng dẫn tiếp anh chị các bạn mình làm một cái nút liên hệ trên website, những cái nút liên hệ qua Zalo, Facebook hay là gọi điện trên website, giống những cái phần hotline để cho khách hàng vô dễ liên lạc với shop hơn. Thì để làm việc đó thì mình sẽ cài thêm một cái login để hỗ trợ vấn đề đó nha. Mình đây mình chưa có thì mình cài thêm một login ở đây, login rồi mình sẽ cài add new và cài cái login là button contact vr ha. Đây rồi bấm enter để cài vô. Những lúc mình cài đây là luôn mình cài ở trên cái trang thư viện của WordPress này, hoặc mình mua trực tiếp từ thêm WordPress này, không có cài từ những một số cái chia sẻ không an toàn nó sẽ ảnh hưởng đến website và gây bị nhiễm mã độc cho website ha. Lưu ý rồi thử cài xong rồi mình sẽ có được có một cái chỗ gọi là tên còn tắt đây. Bây giờ mình sẽ thêm vô, dù số điện thoại của mình là bao nhiêu, gọi vô. Nó có show ra không? Show số điện thoại luôn. Rồi Zalo bao nhiêu. Rồi Viber bao nhiêu. Viber số này luôn, gọi luôn. Rồi link còn tắt và liên hệ luôn. Đó, link còn tắt chính là cái chỗ này nè. Cái chỗ đây. Liên hệ đây nè, cái link này là link nào. Lên này là sự liên hệ ha, mình để liên hệ luôn. Đó. Rồi fanpage thì mình có bỏ vô không thôi. Fanpage như tôi có fanpage tôi bỏ vô, không có thì thôi. Mình sẽ lên mạng tìm file do ID Facebook mà. Mình lấy ID Facebook bỏ đây ha. Đây. Vô đây. Fanpage tôi sẽ coi fanpage của tôi coi. Facebook của tôi kiếm cái fanpage ha. Tôi lấy fanpage của tôi bỏ vô thử cho các bạn coi luôn. Trang. Thì tôi lấy trang muốn thân tiền của tôi thôi. Đây. Trang này tôi lấy cái trang này thân tiền lóc của tôi ha, tôi lấy cái này đi. Tôi qua đây tôi bỏ vô chỗ đây file đi nè, tôi ra cái tôi sẽ trả về cái ID. Ủa nó tiền không ra là bị gì à? Ra nè, tìm lâu ghê nè, copy cái ID này ha. Rồi mình qua đây mình bỏ vô đây để có cái chat đây. Rồi bấm vô đây, đây mình sẽ có một bộ nút liên hệ trên này, trên điện thoại và trên máy tính thì có ha. Đây đó, điện số hotline đây, chat Facebook bên này đó. Rồi, đó là cái phần tạo phần liên hệ. Rồi, kết thúc cái video ở đây luôn. Hẹn gặp lại chị video tiếp theo.